Hello, xin chào cả nhà, chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Thưa cả nhà, thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng của ngày 28 tháng 10 năm 2020. Như quý vị đã biết thì trong những ngày vừa qua, thiên tai lũ lụt đã tập trung dồn về các tỉnh miền Trung. Và vừa rồi thì một số tỉnh như là Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh đã bị những cái thiệt hại rất là nặng nề trong cái trận lũ lịch sử vừa qua. Tuy nhiên thì sáng nay một cái tin cũng rất là làm hoang mang và làm rất là nhiều người lo lắng và bất an, đó là cơn bão số 9 đang tiến sát vào bờ từ thành phố Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Thì như quý vị đã biết đó, thì cơn bão này là được các chuyên gia dự đoán rằng đây là một cơn cuồng phong và có những cái thay đổi rất là khó, những cái sức mạnh của nó rất là ghê gớm và phải đáng sợ. Cho nên thì vừa rồi tất cả các địa phương đã có những cái biện pháp chống bão ngay từ ban đầu. Thì chỉ còn khoảng độ 2 tiếng đồng hồ nữa thôi thì cơn bão nó sẽ tiến vào bờ. Lúc đó thì không biết nó có dịu bớt hay không, nó có giảm bớt hay không. Và chúng ta hãy cùng mong rằng là cơn bão nó không bị ảnh hưởng lắm đến với bà con miền Trung chúng ta. Ở đằng xa kia thì mọi người thấy quang cảnh ngày hôm nay trời rất là âm u, trời đang đổ mưa và những cơn gió nhẹ đang phảng phất qua đây. Quý vị đang thấy còn bây giờ thì xin Dũng xin mời mọi người xem một đoạn video ngắn được cô giáo Như Lan, chủ của kênh Miền Trung Thương Nhớ gửi về cho xin Dũng. Và đây đoạn video cô quay cách đây tầm khoảng 5 phút. Đó là cái cảnh mà những người dân tại núi Thành Quảng Nam chuẩn bị đón bão như thế nào và cái tại hiện trường này đó thì sức gió như thế nào. Xin mời quý vị cùng xem. Hiện bây giờ là đang gió nhẹ. Chắc cỡ 2 tiếng nữa mới đổ bộ anh. Đây là bây giờ đang gió này. Nhà em cái nhà đằng trước đó. Cái nhà có bóng điện đang sáng á. Báo cáo là vẫn an toàn nghe. Vâng, thưa cả nhà, thưa quý vị, vừa rồi thì mọi người xem một đoạn ngắn mà cô giáo Như Lan gửi cho Xuân Dũng để nhờ Xuân Dũng cập nhật lên để cho bà con và quý vị khán giả được biết là cái tình hình bão lụt, tình hình cơn bão số 9 đang tiến gần đến với Quảng Nam, một trong những mà nơi được dự đoán là tâm bão. Thì chúng ta hãy cầu mong sau đó cho bà con được tai qua nạn khỏi và cơn bão nó không bị ảnh hưởng nặng nề lắm, không để lại cái nặng nề lắm đến với bà con miền Trung thân yêu quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị đón xem ở những cái tin tức ở phần sau.